hỏi: Nghe nói gần đây Hòa Thượng gặp qua Phó Tổng thống Bush nước Mỹ, là ứng cử viên cho cuộc bầu cử Tổng thống nhiệm kỳ tới. Ông ta có thỉnh Hòa Thượng dự đoán là ổng chắc sẽ được thắng cuộc tranh cử không? Đáp: Không có. Tôi chỉ nói với ông ta là muốn làm một vị Tổng thống tốt của nước Mỹ thì chấp trì lục đại tông chỉ của dạng Phật thành là được rồi. Tức là không tranh, không tham, không cầu, không ích kỷ, không tự lợi và không nói dối. Nếu thực hành được lục đại tông chỉ này, ta có thể làm một tổng thống tốt. Hỏi: Nếu đem vũ trụ ra mà so sánh thì con người rất là nhỏ bé, không đáng kể gì. Nhưng con người lại là chủ tể của không gian vũ trụ. Vậy cái gì mới là nhỏ bé không đáng kể? Đáp: Con người cũng không phải là nhỏ, mà vũ trụ cũng không phải là lớn. Hỏi: Con hiện bị bệnh ù tai, trị liệu đã 8 tháng rồi mà không có kết quả. Con cũng thường trì chú đại bi, nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm. Thỉnh xin sư phụ dạy con nên làm sao để hết bệnh. Đáp: Đài Loan có nhiều bác sĩ như vậy mà không đi hỏi, sao lại đến hỏi tôi? Bớt ăn những thứ nóng có quả khí là khỏi ngay. Hỏi: Hiện nay có loại thiền hiện tại rất lưu hành và có thầy chỉ dạy thủ ấn. Theo người ta nói thì tu thiền này rất dễ được cảm ứng. Xin hỏi sư phụ, chúng con có thể học theo loại thiền hiện đại này không? Đáp: Tôi rất là cổ hữu nên không hiểu nổi vấn đề hiện đại đó. Hỏi: Thiện ác do đâu mà ra? Đáp: Là từ nghiệp báo của mỗi chúng sanh mà đến. Hỏi: Có chuyện như Bồ Tát hay Thần Minh nhập vào thân mà người Đài Loan gọi là linh thông. Vậy rốt cuộc thì đó là thật hay là ma? Đáp: Khi nãy tôi đã không nói rồi hay sao? Là cũng có quỷ, cũng có thần, cũng có ma. Yêu ma, quỷ quái gì cũng đều có hết. Chỉ xem là quý vị có trí huệ hay không có trí huệ để nhận ra hay không nhận ra thôi. Hỏi: Con có quá nhiều vọng niệm, vậy con nên làm sao đây? Đáp: Thì niệm Phật nhiều thêm nữa. Ha ha ha,